Xin chào mọi người nha, buổi sáng hôm nay thật là hào hứng khi bên nhạc cụ Thiều Gan vừa mới khui thùng hai cái đàn Custman SV800 giá hiện tại là trên 17 triệu và đang tiến hành cài đặt sampler. Và sẵn tiện trong lúc khui đàn này thì sẽ quay review cho mọi người về hình ảnh của cái đàn và một số thông tin chức năng nổi bật trên cái đàn Custman SV800 và chia sẻ với mọi người, và xíu nữa thì sẽ test âm thanh để cùng mọi người trải nghiệm nha. Đó, dòng đàn này và mới ra đời năm 2023 và đang rất là hot, và điều quan trọng nhất và thì thấy hay nhất đó là đàn Custman SV800 được bảo hành đến lần 2 năm lận. Rồi đây là hai cái đàn Custman SV800 tuyệt đẹp nha. Cái này thì có khui thùng tại nhà cụ Thiều Gan nè. Đó, thì có tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Mọi người có muốn ship hàng hay là đến trực tiếp tham khảo trải nghiệm cái đàn này của mình nha. Rồi, đây là hình ảnh của đàn Custman SV800 nha. Giao diện phía bên tay phải. Đây là màn hình chính, hiện đang cài đặt sample vô màn hình 7 inch. Đó, chúng ta có thể chỉnh nút like control trực tiếp trên ba con xoay này. Đẹp luôn ha, thiết kế rất đẹp, nhỏ gọn, chỉ có 10kg thôi. Và dòng đàn SV800 này có thiết kế là bên 4 chiều, rất là hay và rất là đẹp nha mọi người. Điều đặc biệt đàn Custman SV800 dung lượng sampler tới 768 MHz, làm gì mọi người, chúng ta có thể cài được rất nhiều dữ liệu trong đó. Và dữ liệu đang trong quá trình hoàn thiện nha. Với mức giá trên 17 triệu thì thấy được cây SV800 này có nhiều tính năng rất là hay. Thứ nhất là màn hình cảm ứng, đúng không? Ngoài ra có các tính năng khác như là tiếng bên trái, tiếng trộn, tiếng 1, tiếng 2, tiếng 3 chúng ta có thể trộn vào nha. Ở phần trên này chúng ta có tính năng light control, chúng ta có thể chỉnh hiệu ứng tiếng trực tiếp trên đàn luôn nha. Đây là độ sâu của phím đàn SV800, mọi người có thể thấy. Khi mua đàn tại nhà cụ Thiều Gan thì mọi người sẽ được tặng bao da 5 lớp qua chống nước luôn nha mọi người, và mọi người sẽ được tặng chân đôi. Đó, rất là chắc chắn. Ngoài ra mọi người có thể được tặng thêm. Đây. Ngoài ra mọi người sẽ được tặng thêm giáo trình học đàn organ online để hát do chính Thiện Organ soạn và gồm sách và video. Đây là phiếu bảo hành của đàn Custman SV800 đầy đủ luôn nha mọi người. Rồi nếu mọi người có nhu cầu tham khảo về dòng đàn Custman SV800 thì có thể liên hệ tại nhà cụ Thiều Gan, số điện thoại 0973675251. Bên Thiện có hỗ trợ trả góp với cái đàn này, mọi người có thể trả trước tầm 6-7 triệu. Mọi người có thể chụp căn cước công dân qua để thực hiện hồ sơ, thì chúng ta lên hồ sơ rất là đơn giản nha mọi người. Và bên Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà. Mình xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe nhé.